Mời các bạn xem nha. Giá con này là 16.500.000. Dòng âm lên sức âm tụ rất là nổi tiếng của Sansui. Máy chạy là 4 cầu điện nha các bác. Nên các bác xài điện nào thì báo với em luôn. Đây, đây là cạnh phía bên tay phải nha. Đây là hộp gỗ phía trên. Đây các bác có thể thấy đồ đẹp nha. Phía sau thì như những con Amleri server khác, con này trang bị là hai cầu điện này. Series là 1945 nha, 1945. Đấy. Tắt rác đường thì đầu vào, cầu chữ U. Tổng quan phía sau. Rồi sau đây thì em mở nội thất bên trong luôn để các bác cùng xem đồ đẹp của em nó. Đây, phía dưới thoải mái của ốc. Đây. Đây các bác thấy nhìn về chất ốc không? Đây là mặt tiền của em nó nha. Long lanh cành đào, không điểm trừ nào luôn. Rồi sau đây mở bên trong để các bác cùng xem phần sexy cũng như là ruột gan của em 2000X. Vâng, và mời các bác cùng xem đồ đẹp của con 2000X đợt này về. Con này về là bán tủ đen luôn nha. Tủ đen thì nó hiếm hơn tủ trắng rất là nhiều. Nhiều bác sưu tầm những con 2000X tủ đen. Đây các bác cùng xem đồ mới này. Đấy, những con máy chắc từ Mỹ về. Thì hiện đợt này em về đánh đấu được con nha các bác. Một con duy nhất này thôi. Đợt sau có về nữa em báo tiếp. Nó chạy 4 sổ sách nha. Đây là tụ nguồn và đây hai cái tụ xuất âm cho hai vé này. Đây phần rề sexy mới. Nhìn cái bộ phận sexy của nó là yêu ngay thôi. Xanh tròn, bảy màu óng ánh luôn nha. Từ những cái tem cho những cái chiến điện này các bác. Nét căng luôn nè. Thằng to, thằng tép luôn. 2000X nha các bác. Rồi thì em xin dừng video. Bác nào có yêu thích con 2000X này thì alo cho em nha. Series là 1945, giá 16.500.000, bao gồm phí ship chỉ còn đủ là còn lại 16.300.000. Vâng, và em chào các bác. Sau đây em giới thiệu các bác một con âm ly đẹp, đó là Lukic A1033, là phiên bản nâng cấp của Lukman LX33. Vẫn chung cấu hình và thiết kế y chang nhau, nhưng mà model A1033 mang công suất lớn hơn 280W. 240W nha các bác, so với con LX33 thì 180W. Thì nó trên nhau khoảng 60W, lực đánh mạnh hơn và khỏe hơn. Con này em mới về tiếp nha các bác. Đây là con thứ hai trong năm nay. Rất là mới nha các bác. Mặt nó là mặt phay vàng gold nha. Mới tinh, không điểm trừ. Giá con này là 23.800.000. Chạy 4 bóng IL34 theo máy. Máy rất là đẹp nha các bác. Đây là phía trên nóc. Giá trên là đã bao gồm phí ship rồi, bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại trên. Và đừng quên đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất nha. Nguyên mộc mạc từ Nhật về luôn nha các bác. Về cắm điện test hát ok ngon lành. Không một lôi vạch nào hết. Tất cả rách mạ vàng hết nha, các bác thấy vàng ưm không? Chưa có dấu hiệu kém nhiều. Đấy, rất là vàng luôn, kém nhiều là nó bị sự khờ hờn liền, hồi nay là còn nguyên hết luôn này. Trạm loa thì bên nước ngoài hầu như là hàng để tồn kho lâu năm thôi quá chứ ít dùng lắm. Đây 240W nha quá. Còn con lưỡi 33 chỉ 180 thôi. Series là 2183, rất là mới nha, điện 100V. Hàng lưu kho nha quá. Nhìn là rách là biết rồi, nếu cắm là có dấu hiệu liền. Còn đây là chưa có hiệu gì hết. Rồi cơ bản thì xung quanh em nó thì mới tinh nhá. Đẹp, công điểm trừ. Rồi sau đây em xem mở cái nắp đây các bác cùng xem em mặc nó đây quá. Thì phía trước của nó thì đường thi đầu vào này, chỉnh bát chép ba lăng volume. Dòng này có chỉnh bát chép nha các bác. Các bác đánh những dòng loa toàn giải bát 40 thoải mái nha. Và chơi những dòng loa JBL, loa high end, loa cao cấp BBK vân vân. Loa Nhật, loa Mỹ đều đánh rất là tốt với công suất 240W thì các bác thoải mái mình chơi loa rồi. Còn yêu chất đèn độ tĩnh và độ nhẹ nhàng. Chất đèn trung thực thì nghi đèn vẫn là một trong những dòng lối nghi lâu không chán nha các bác. Nó hay cái điểm đó mà nghi tiếng nó chính xác trung thực. Vâng, và đây là nội thất bên trong, có thay nguyên mộc mạc rất đẹp nha. 4 bánh bấm thau máy IL34 6CA7. Đây là phần rề cho mũi vế.
sinh từ A tới Z nha các bác, hoạt động hoàn hảo luôn, chỉ việc là sở hữu và mình sử dụng thôi. Đây, xe xe phía dưới này mới keng luôn nha. Hai tầng phô xuất âm, tầng tin đầu vào, tầng phô chính, đấy, hai bằng rề, bóng rề. Đây, các bác thấy nguyên một